to speak, we like to read, but not only do we stand around where we put a short meeting in the Holy Blessed Sacrament and pray that we are in Blessed Mary. So nice to be with you. Maybe we can have a deep chat together and then we move to the forwards in the room. Sure. I would like to give for you, for all of you, like I only want a rosary, a souvenir of my visit, but the rosary was given to me personally by the Holy Father, Pope Francis, 3 weeks ago. I was in Rome, he gave me 2 or 3 rosaries, one I gave to my mother, one for you, and one I gave for you. Wow, thank you very much. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you.
is for you, for the diocese, for the church to come to visit Vietnam. Ngài nói là khi mà ngài gặp Đức Thánh Cha, thì Đức Cha hỏi về nhiều vấn đề ở Việt Nam và ngài đã hứa là ngài sẽ đến Việt Nam một ngày nào đó trong tương lai. Hy vọng chúng ta cầu nguyện để mà Đức Thánh Cha có thể đến Việt Nam. So he told me he would come when it's possible in the future, but he really needs and desires to come in Vietnam for a pastoral visit. Maybe a few days, I didn't tell me how long he would like to stay, but his desire is to be here with us one day. Ngài nói là Đức Thánh Cha rất là muốn được đến với chúng ta trong tương lai, nhưng mà ngài rất là ao ước và hy vọng là ngài có thể đến được một vài ngày. Nhưng mà không biết là chuyện đó có thể xảy ra hay không, thì hy vọng là nhờ lời cầu nguyện của chúng ta nhiều lắm. And then at the end, he asked me also to bring his greetings to all of you, especially to bishops in Vietnam, people, men and women of consecrated life, and all Catholics in Vietnam, that I am honored to do it now. Please accept the greetings and prayers of our Holy Father. Yeah. Mặc dù Đức Thánh Cha không đến được với Việt Nam, đến với giáo phận, đến với hội nhóm chúng ta, nhưng mà ngài gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp của ngài đến tất cả mọi người, các thành phần trong giáo hội Việt Nam chúng ta. Good English, man. Congratulations. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace. Thanks be to God. Thank you so much. Thank you.
chúng ta bây giờ sẽ